Hôm nay cùng mình thử thách một ngày khi đàn ông mang bầu. Để thử cảm giác của chị em phụ nữ nha các anh em. Đây là nằm, một con nằm đây mà cái gì? Từ cân của dưa vậy, mấy cân kia? Phụ nữ đang bị chen bùng rồi đây, anh em thử quả đi rồi có 4 cặp đấy nhá. Chất tình rất ối nha mọi người. Tình lấy quả với mấy cặp như này. Mà vừa nó cũng vừa được mô. Còn lên trên như này chứ, còn lên vai này. Các anh em thấy chị em vất vả này. Cảm giác quay vòng coi mà đây, nghe là nhầm trông như nhầm gần đây nhọn về đây này, nhọn về đây đấy chưa tối cảm giác với trong mương bông mới lấy còn mấy mấy cánh chạy chứ loay mắt loay mắt sớm hơn vậy thử ngồi trong như dương mà thử đấy nha em thử cảm giác của chị em mương bông rồi thử ngồi coi mà Không ngồi được á ngồi tương em ngồi xuống đây là lúc bà bầu ngồi xuống nằm ngủ và nghiêng người đấy là em đây ngồi ngồi kịp kịp cái tinh lại tụi bay đây tụi bay lại đấy rồi năm mà thử năm mà rồi thứ năm mà trời đây năm nghiêng không? Bẹp rọt á. Năm nghiêng. Ý mà là để nhọc với anh em ạ. Từ trở. Anh chị và chị em năm. Khó thở.
Có từ anh em con cậu đánh giá không là bóng cụ thế kìa. Ai ốt đi mà. Tí mới thấy là chị em vất vả ngực mà. Tối lại nằm ngủ có thở này. Nằm nghiêng bên trái này. Nghiêng bên phải. Rồi, ngồi dậy. Nghiêng bên phải. Đi dây thấy có giếng nứt. Anh đi với chị em vất vả đúng cực mà. Mới có 4 cân máy chứ nói muốn gần như mười mấy cân thịt. Ngủ tạm. Ai ốt đi mà. Có 4 cân thôi rồi nhá. Đi với thầy chị em vất vả. Đó. Ngồi dậy là một cực hình nữa này. Ngồi dậy. Trọng cái bên đó, trọng cái bên kia này. Trọng cái bên kia. Đến mò được, trọng rắn mà dày được là được. Ánh mắt bên đi màu đẹp đấy. Thầy vất vả. Anh em, chị em khi đứng dậy này. Đau lưng, lưng đau này. Đau chân, đau lưng này. Rồi chưa nói là đến là việc cúi xuống này, mọi người. Việc cúi xuống của chị em mang bầu cũng là một cực hình này. Giờ cúi xuống này lấy đồ ở dưới mới này. Khó này đây. Năm việc này. Đây là lúc bà bầu ngồi làm việc. Rồi, đấy, ngồi vẫn khó khăn rồi bạn. Đây. Rồi. Đấy, măng bầu làm việc nhà. Đây là lúc bà bầu phơi đồ. Đừng cõng này. Thử một ngày của chị em mang bầu ở nhà mà. Anh em thì mình mới mang có một tí mà. Đấy mà đã thấy mệt thôi mọi người này. Bạn thấy nhá, người mang tí là thấy mệt. Chị em phụ nữ mang bầu mệt. Đau lưng này. Đau vai này. Lấy chân gấp lên. Phủ giúp thì lại chỉnh gấp lên, đúng rồi em hay nữa nè. Hả? Rồi, đúng rồi. Cực quá, vòng nhiều vòng này. Đây, cái quân của chị em. Sạch con lên anh rớt con lên đấy. Nặng quá con rớt con. Rồi. Mang một tí là mệt. Mệt mà gặp.
Hàm mệt mỏi sắp đẻ. Tự nhiên nó phơi đồ đẻ. Ai ốt đi mà. Rồi, hoàn thành một nhiệm vụ. Giờ nhiệm vụ đi nấu ăn. Đóng cửa lại. Chạy con lên chim mà mỗi bao có gọi mình rớt con nữa. Bao rớt con nữa. Kéo cái con lên chim mà rớt rớt con nữa. Chứ nặng quá không chạy được à. Rồi, kẻ thả vậy chưa? Đấy, được rồi. Mệt lắm các bạn ạ, à. Cầm cơm trước đi, cầm cơm. Chưa phơi đồ xong. Đã, chưa để mà quên rồi. Ai ốt đi mà. Tí nữa đừng có mổ cái quả này rắn, để tụi về mà ngủ coi rắn ạ. Hay tí nữa đưa đi làm mà bữa em đi làm đó. Ý xin nghỉ làm. Hả? Xin nghỉ làm. Để công ty họ đưa về mà. Xin nghỉ làm nhé. Chưa, chẳng nhanh. Chưa, tay trưng tinh nhanh. Thôi mình đề. Không nghe nè, cầm cơ không nghe nè. Mẹ ạ, à, ai mời bữa rồi đấy. Anh nghẹn thấy em phải em ạ, à, nó nghẹn lắm. Thêm cánh giam thì thêm cà rau nấu cánh chua cho. Còn anh không biết thêm gì. Ai ốt đi mà. Mặt thì tươi lên, chỉ mà mặt thì kịp ngâm nữa. Anh thử không khom anh lại gào coi cái dề lại không? Đây là lúc bầu nấu cơm. Các anh em thấy chị em phụ nữ mang bầu rất là vất vả lắm. Anh ngồi mặt hồ tí liệt. Bầu ăn cái xồm. Không khom mà ngơi chứ là và đây là lúc bà bầu rửa bát. Đây, rửa bát cũng là thực hiện của chị em mang bầu này, nên là các anh em nó phải giúp chị em mang bầu nhá, rất là vất vả luôn đấy, nặng đau lưng này.
cùi dựng này. Đấy, mình đây nó mới máng nặng đấy con. Chị em là nó còn đi che nẹp nữa. Con dựng ở trong nó che nẹp nó rất là mệt quá nha mọi người. Nên nó hay cậu nó như là em cậu mà. Hả? Tôi cắt đoạn đi nha mọi người. Ai hốt đi mà. Cắt đoạn đi nha. Cắt đoạn đi nha. Trên nẹp khó chịu lắm mọi người. Trên nẹp nào là yeah. Là lách à. Chìm trên đâu nghe con chín mong trên nè. Tín gan phổi bị trên để nhầm con nè. Tín gan phổi cũng thông cảm cho bé cái nhá. Mẹ cũng vất vả đó. Thử thách 24 giờ mang bầu. Mình thấy chồng mình mặt cầu quầu rồi mọi người ạ. Vui vẻ lên, Bobby vui vẻ lên. Anh Hương, anh Hương. Ai hốt đi mà. Đây là lúc bầu xuống cầu thang. Không lái xe nào mọi người. Bầu luôn không lái xe, ok. Ok. Đây là lúc bầu lên cầu thang. Ai hốt đi mà.